Kính thưa quý vị, Hội nghề cá Việt Nam lên tiếng phản đối hành vi xâm lược của Trung Cộng. Hôm nay, ngày 16 tháng 5, Hội nghề cá Việt Nam đã chính thức có văn bản gửi đến Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, phản đối kịch liệt những hành động sai trái, ngang ngược và có hệ thống của phía Trung Quốc. Theo Hội nghề cá Việt Nam, việc đội tàu cá Trung Quốc gồm 32 chiếc, trong đó có cả tàu hậu cần cỡ lớn, đang triển khai hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cùng với việc điều động 30 tàu cá của tỉnh Hải Nam kéo đến Trường Sa hồi tháng 7 năm 2012 là nằm trong một chiến dịch của Bắc Kinh. Ngoài hành động này, Trung Quốc còn đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam từ ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 1 tháng 8. Trước những hành động sai trái ngang ngược kể trên, Hội nghề cá Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn những hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982 và không phù hợp với tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, tức DOC. Hội nghề cá Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ và có biện pháp quyết liệt ngăn chặn những hành động vi phạm của Trung Quốc, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nhằm bảo vệ sản xuất và tài nguyên biển, giữ vững an ninh quốc phòng, chủ quyền biển đảo quốc gia. Theo công văn, Hội nghề cá Việt Nam cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với các cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, động viên ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, thực hiện đúng luật pháp quốc tế về biển, hợp tác, hỗ trợ nhau trong sản xuất để đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, một số ngư dân đã lên tiếng về công văn của Hội nghề cá. Họ cho rằng nhà nước cứ kêu gọi họ yên tâm bám biển mà lại không có một hành động gì để bảo vệ họ thì làm sao mà họ yên tâm cho được. Nhiều người nói vì nhu cầu cuộc sống họ buộc phải ra biển, nhưng nay đi đánh bắt cá trên vùng biển truyền thống xưa nay của Việt Nam, họ phải ngó trước dòm sau như đang đánh bắt trộm trên vùng biển của Trung Quốc.